Ngày 7 tháng 10, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã đề ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người đang tuyên phạt mức án chung thân đối với bị cáo Trần Ngọc Vui, 31 tuổi, quê ở Kiên Giang, về tội giết người. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Vui anh chị Phạm Thị Huệ, 28 tuổi, quê ở Cần Thơ, là chung kết. Quá trình sinh sống, hai chung kết liên tục xảy ra mâu thuẫn do Vui nghi ngờ chị Huệ có quan hệ cảm tình với cùng một người bọn ông khác. Do mâu thuẫn càng ngày càng nhiều, đến tháng 4 năm 2019, chị Huệ bỏ ra ngoài sinh sống, còn Vui anh đàn bà vẫn ở với nhau tại một khu nhà trọ thuộc phố 9 phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Bị cáo Vui bị tuyên án chung thân về hành động giết. Đến ngày 5 tháng 5 năm 2019, chị Huệ đến phòng trọ nơi Vui anh đàn bà sinh sống để thăm con. Tại đây, Vui bảo con ra ngoài sân chơi ăn ở trong nhà rỉ tai với. Lời qua tiếng lại hai bên xảy ra cãi giả. Đúng giờ đây lúc nghe rỉ tai điện thoại thông minh thân mật và gần gũi với cùng một người bọn ông khác. Cơn ghen nổi lên, Vui lấy con dao bên trên kệ bếp rồi lao ăn đô đâm chị Huệ. Chị Huệ chống cự thì bị Vui đâm 39 nhát ăn đau người. Thấy chảy nhiều máu, nằm bất động, Vui dùng dao tự đâm ăn đau người tự tử. Nghe thấy tiếng cãi nhau, rồi lặng lẽ bất thường, phụ thân của Vui là ông Trần Ngọc Hải chạy đến gọi cửa thì không hề thấy ai trả lời, cửa phòng bị khóa trong. Nghi có chuyện chẳng lành, ông Hải hô hoán mọi cá nhân phá cửa ăn đô trong thì bắt gặp hai chung kết Vui đang nằm vụt bên trên vũng máu. Mọi người chống vánh đưa hai người đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, chị Nguyễn đã tử vong. Được điều trị tích cực đến ngày 15 tháng 5 năm 2019, Vui xuất viện anh bị bắt tạm giam.